Hello, xin chào chị, đưa trở lại kênh ô tô cũ Sài Gòn của Đặng Toán nha. Và hôm nay Toán sẽ quay cho anh chị xem một chiếc xe siêu phẩm, siêu lướt 3.800 km thôi anh chị. Đó, thật sự rất là khó tin đúng không? Nhưng đây là sự thật luôn. Một chiếc xe phải nói là như mới luôn đó anh chị. Suzuki Ciaz nè, xe này trang bị động cơ 1.4 lít đời 2019 và được nhập khẩu từ Thái Lan luôn. Nhưng mà đăng ký lần đầu là tháng 2 2020 nha. Đó, 3.800 km thôi. Và đây là Suzuki nè. Đó, Suzuki, logo của Suzuki hình chữ S. Ciaz là cái tên của một cái dòng xe của Suzuki ha. Xe này được cùng phân khúc với Toyota Vios hoặc là Hyundai Accent đó anh chị. Nhưng mà thật sự thì trên thị trường anh chị cũng rất là ít nghe đến cái dòng Suzuki Ciaz này. Hôm nay tôi sẽ quay chi tiết cho anh chị xem một chiếc xe lướt 3.800 km. Nước sơn màu xám nha anh chị, nước sơn màu xám luôn. 3.800 km thì mình nói là chiếc xe này là nước sơn còn zin theo xe rất là nhiều luôn. Mà anh chị thấy không? Cái độ bóng bẩy của nó nè, độ mới của nó. Đó, chóa đèn nè. Đó, chóa đèn còn mới tinh luôn. Đèn là đèn bi ha. Bi halogen. Đó. Đó, coi nè, anh chị xem những cái thanh mạ chrome nè. Đó. Logo Suzuki nè, rất là mới, rất là đẹp. Biển số là 60 Đồng Nai. Ở cản trước nè. Đèn gầm. Đó, anh chị thấy không? Thấy cái độ đèn liên lạc của nó nè, chưa sơn lại luôn nè. Đó. Mới tinh luôn. Rất là đẹp. Xe này thì bên Toán đang chào bán cho anh chị là 436 triệu. Anh chị mà mua chiếc này thì có thể là kết hợp đi gia đình hoặc là chạy dịch vụ. Máy 1.4 lít thì nó tầm khoảng 5 đến 7 lít trên 100 cây thôi, tiết kiệm lắm. À, cho anh chị xem cái mâm của nó. À, cái mâm đa chấu luôn. Mâm đúc đa chấu nè. À, hầu như không có bị chạy xước luôn anh chị, mới tinh luôn, phanh trước phanh đĩa nha. 4 vỏ còn theo xe luôn. À, như một chiếc xe mới, như một siêu phẩm. Xe này chưa có làm gì trơn á. À, phanh trước phanh đĩa luôn, có đường kính là 16 inch. Rất là đẹp luôn. Đó, ốp gương hậu nè anh chị thông, cái độ mới của nó nè. Đó, đèn xi nhan báo rẽ nè. À, khe hở liền lạc cực kỳ luôn. Một chiếc xe rất là chất lượng luôn. Và đăng kiểm xe này tới tháng 8 2022, cũng sắp hết rồi. À, tầm khoảng 3 tháng nữa thôi. À, một chiếc xe quá chất lượng, quá đẹp. Qua đây, phim có vẻ che mưa nè, đó, lắp thêm thôi. Phim cách nhiệt mát mẻ luôn, à, tối màu luôn. À, kính của logo Suzuki luôn ha, logo Suzuki nè, với những thanh mạ chrome nè, giúp cho chiếc xe nó sáng cực kỳ ha. À, tay nắm cửa cũng mạ chrome, sáng sủa luôn, sáng trưng. Nút mở khóa nè, mở khóa smart key. Thật sự thì 3.800 cây thì chiếc xe này phải nói là như mới luôn, nhưng không có gì phải bàn hết. Nhưng em phải quay cho anh chị xem ha. Đó. Anh chị nào mà đang cần tìm một chiếc xe để đi gia đình, nhỏ gọn, tiết kiệm, thương hiệu đến từ Nhật Bản, xe lướt 3.800 km thì đây, đáng cho anh chị tham khảo đây. Đó, ốp da luôn nè, anh chị thấy cái độ mới của nó không, bóng bẩy không. Đó, tay mở cửa nè, quá mới luôn. Đó, ốc nè. Đó, cái ngàm mở cửa nè, sáng trưng luôn. Đó, đây. Đó, em quay cho anh chị xem ha. Giá cả bên em vẫn còn thương lượng cho anh chị luôn. À, 436 triệu. Nếu mà anh chị nào đã tham khảo ý định muốn mua xe thì cái giá này á, thì anh chị sẽ hiểu. Còn có những anh chị mà chưa có tham khảo giá thị trường thì đây, có nhiều khi là nói là xe này giá cao giá mắc. À, anh chị nào tham khảo rồi thì sẽ biết được cái giá và cái chất lượng xe thôi. Giá theo cái chất lượng ha. 3.800 km thì như mới rồi. Chị thấy không? Ghế là toàn bộ là ghế da hết. Ở 5 chỗ ngồi sedan, phân khúc hạng B luôn. À, coi củ số nè, mới tinh luôn. Đó. Rồi là hệ thống điều hòa mát mẻ cực kỳ luôn. Đó. Màn hình nè, có tích hợp với cam da nữa. Có cam da rồi có camera hành trình cái trước này, này lắp thêm nha anh chị. Camera hành trình của Vietmap luôn, ghi hình trước sau luôn. Đó. Có Bluetooth nè, đầy đủ hết. Ở xe này lúc mới lăn bánh thì nếu mà ở tỉnh á, tầm khoảng 570-580, còn mà thành phố Hồ Chí Minh là 600. Đó. Và bây giờ thì bên em bán cho anh chị là 436 triệu thôi. Một chiếc xe phải nói là như mới luôn, chất lượng cực kỳ. Đó, thấy không? Một chiếc xe rất ít đi luôn. Chủ người ta kỹ mua về chỉ cần để đó thôi. Khích thì ít khi nào đi lắm. Nói chung là chất lượng xe thì bên em đảm bảo rồi. Anh chị nào mà cứ tin tưởng thì đến mua xe thì có thể là hỗ trợ chết hãng luôn. Bị tì tai đầy đủ nha. Trần xe nè chị không, mới tinh luôn. Ở ni lông chưa lột nữa nè.
chưa xài tới cái kính này nữa nè. Đó. Còn theo xe nè, tem theo coi, tem còn luôn. Ở 5 chỗ rộng, hàng ghế sau rộng rãi cực kỳ luôn nè. Đó, chị thấy không? Rộng lắm. À. Đó. Cái độ rộng của nó nè, cái da hết. Đó. Ốc đồ này sáng trưng ha. Xe này không có gì phải bàn rồi. À, chưa sơn lại luôn nè chị, thấy cái dấu không? Thấy đường găng của nó nè. Ở đường găng của cản sao nè, liền lạc cực kỳ luôn ha. Ở 4 vỏ dày cui. Đó, mâm hầu như không có bị chạy xước luôn, 4 mâm là 4 vỏ là theo xe luôn. Ở nước sơn màu xám đẹp long lanh. Cái màu này nhìn nó sạch sẽ lắm chị. Đó, màu sạch sẽ cực kỳ luôn anh chị thấy không? Một chiếc xe quá chất lượng luôn. Chỉ có 3.800 cây số thôi. Thẻ nhắc nhở bảo dưỡng đầy đủ luôn. Mở cấp sao ở đây nha anh chị, công tắc điện ở đây nè. Đó, nằm dưới chân tài xế. Rồi, em quay cái cấp sao cho chị xem một xíu nha, cái độ mới của nó. Wow, quá mới luôn. Đây, đó, anh chị xem nè. Xe này không có gì phải bàn hết này, chủ yếu em quay cho anh chị xem thôi. Đó, xe này nói chung là 3.800 cây số, quá mới, quá đẹp luôn chị. Đó, anh chị thấy không? Những dấu đinh tán theo nhà sản xuất nè. Đó, xe đẹp, xe chất lượng luôn. Đó, quay chi tiết cho anh chị xem nè. Giá cả còn thương lượng cho anh chị nha. Đó. Chị đến xem xe trực tiếp tại Suzuki Auto Siêu Việt, số 46 đường GS4, phường Đông Hòa, thành phố Giang, tỉnh Bình Dương nha. Sau lưng Pixie Dĩ An á, bây giờ đó là siêu thị Go đây. À, bánh sơ cua nè, đồ nghề theo xe còn đầy đủ. Đó, ốc nè, đó, ngàm cửa chưa dấu tháo mở nha. Xe là bên em đảm bảo chất lượng cho anh chị luôn. Đó, sạch sẽ luôn nè, thấy không? Cái độ mới của nó, độ sạch của nó. Đó. Đèn cốp sau luôn nè, thấy không? Đó. Rồi, em quay cái ở gầm bệ nè. Xe đang nổ luôn anh chị, nổ ngay từ đầu tới giờ luôn. Ở 4 vỏ dày cui. Mới tinh luôn nè, chất lượng cực kỳ không? Chưa sơn lại luôn nè. Cản sao chưa sơn lại luôn. Đó, này là cam gia nè và camera hành trình nè, ghi hình trước sau nha. Đó, Suzuki nè, có thanh mạ chrome sáng. Đó. 436 triệu nha anh chị. Xe này anh chị xem không gì phải chơi à. Nếu mà anh chị đang cần tìm một chiếc xe 5 chỗ mà Suzuki Ciat nhập khẩu Thái Lan chất lượng thì đây, đến xem xe chỉ có ưng và mua thôi. Em đảm bảo luôn, xe không lỗi. Đó, mới tinh. Quá mới luôn. Rất là mới nha, đó, anh chị thấy không? 4 mâm không chạy xước luôn, quay kỹ cho anh chị xem luôn nè, cái thậm chí cái cản nè, chưa sơn lại luôn nè. À, dấu nè, đường găng của cái cản nè. Đó, mới ngay từ đầu tới giờ luôn. Rất là đẹp. Đây, nội thất bên trong của chỗ tài xế nè. Đó, chị thấy không? Cái độ bóng, độ mới, sáng trưng luôn. Đó, sáng rực rỡ luôn. Đó. Bóng lón luôn. Đó, chị thấy không? Nè, không có bị hao mòn gì luôn nè. Mới tinh ha. Đó, xe này bên ngoài anh chị xem là còn đẹp hơn trong video nữa. Lên video thì có thể là nó không có mô tả được hết. Đôi khi anh chị đến xem là còn đẹp hơn những gì em nói nữa. Đó. Thẻ nhắc nhở nè. Tháng 14 tháng 6 2022 nè. Đó. Thẻ nhắc nhở đầy đủ luôn. À. Cực kỳ mới luôn nè. Cái vân của nó nè. Đó, ghế của tài xế còn mới tinh nha. Đây. Đi được 3.893 cây số, quá đẹp. Vô lăng bọc da. Mạ chrome nè, đó, nút điều khiển âm thanh Suzuki nè, logo nè. Đó. Quá mới nha. Đây, có cam gear luôn. Camera gear nè. À, gõ nét luôn. Camera hành trình theo lắp thêm nè. Quá đẹp. Đề nổ startup luôn, xe này trang bị hai túi khí. Đó, phanh ABS. Gọi là phân bổ lực phanh. Phanh khẩn cấp. Đó. Cũng vẫn có chế độ an toàn đầy đủ chứ. Về Suzuki Ciat thì thiết kế nhìn nó đơn giản lắm, nhưng mà được cái nó bền bỉ lắm chị, chất lượng lắm. Rất là chất lượng luôn nha. Anh chị nào quan tâm liên hệ cho Toán nha, qua số điện thoại là 0933 nè 993122, hoặc là kết bạn Zalo với em gửi thông tin đầy đủ hơn. Và bên em có hỗ trợ giao xe tặng nhà luôn. Anh chị mà cứ xem xe này ưng ý rồi chuyển cọc online cho em. Đó, giao xe tặng nhà cho anh chị luôn ha. Đó, xe là đúng chất luôn. 4 vỏ mà vậy cui luôn nè. Quá đẹp.
Suzuki CS luôn. Có thể là anh chị rất là ít nghe tên Suzuki này. Rồi em sẽ quay cái khoang động cơ cho anh chị xem ha. Rồi em sẽ quay cái khối động cơ 1.4 lít nè anh chị. Đó, cho ra đâu đó khoảng 93 mã lực thôi. Tiết kiệm tầm khoảng 5 đến 7 lít trên 100 cây. Cái động cơ này chỉ vô bụi thôi nha. Về là bên em chưa có spa, chưa có rửa. Đó, chủ yếu động cơ là khoang máy là hạn chế rửa nước nhiều nha anh chị. Rửa nhiều quá là hệ thống điện đồ nguy hiểm lắm. Đó, chủ yếu em quay những cái chi tiết kỹ thuật cho anh chị xem nè. Ốc chân máy chưa chống tháo mở nè. Có nghĩa là xe này chưa có hạ nha. Động cơ số chưa có hạ luôn. Đó, lắp máy ốc rồi là chưa chống tháo mở nè. Chưa đại tu, chưa làm gì hết. Đó, chủ yếu nó là em quay. Đó, động cơ mới tinh luôn. Chỉ cần rửa xịt bụi thế là sạch sẽ thôi. Này là hộp điện, hộp ECU nè, bình ắc quy nè. Đó, bình ắc quy. Đó, xe là khung xương đâu nè, nắp capo đâu nè. Đó, qua bên em bán xe thì 100% xe luôn là đảm bảo nè, động cơ số chưa từng đầy tu. Khung gầm là nguyên bản nè, không tai nạn, không bơ lội, không thi kích. Đó, và trước khi giao bên em sẽ thay lọc thay nhớt, bảo dưỡng đầy đủ cho anh chị nha. Kiểm tra lại hết xe là đảm bảo đạt chất lượng mới giao. Xe đẹp long lanh luôn. Chiếc xe này mà dọn đẹp lại là đẹp long lanh liền. Đó, dọn một phát thôi là giao cho anh chị luôn. Rồi, 436 triệu nha. Suzuki CS đời 2019, 3.800 cây số thôi. 3.800 cây số. Đó, anh chị quan tâm liên hệ cho Toán. Số điện thoại em để trên màn hình đó. Và bên em thì bán xe luôn, có trao đổi, hỗ trợ, quay đầu thoải mái luôn. Đó, anh chị có xe muốn bán lên đời đổi xe, liên hệ cho em nha. Hỗ trợ giá tốt, giá ưu đãi luôn, mua xe tại nhà luôn. 0933 993 122 nha. Dạ rồi, cảm ơn chị đã theo dõi video này. Anh chị đừng quên hãy đăng ký kênh ủng hộ nha. Xin chào, bye bye.